Xin chào anh Tùng. Chào mừng chào các không? bạn đã đến với Audio Lab và hôm nay thì em lại được tới đây và gặp anh Tùng lần nữa. Rồi. Và hôm nay thì chúng ta tại phòng nghe với rất nhiều những thiết bị loa JBL. Từ trước đến nay thì phòng này luôn luôn trưng bày loa JBL đúng không anh? Đúng. Nhưng hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm cũng như là nghe những cái chia sẻ của anh Tùng về một cặp loa rất đặc biệt tại đây và theo như em uh, có tìm hiểu thì anh Tùng cũng mất một khoảng thời gian dài để có thể chờ cặp loa này. Đúng. Đây chính là cặp uh, Project DD 67 000 và bây giờ thì anh Tùng có thể chia sẻ cho mọi người biết là về quá trình mà anh đặt cái cặp loa này về được không ạ? Thực ra thì là ngay từ khi khai trương ở phòng trưng bày này là ngày 6 tháng 1 năm 2021 thì bọn mình đã có một cặp JBL Everest Rosewood. Thì uh, thật ra ước mơ của mình ấy là ngay sau đấy một thời gian thì bọn mình bán mất cặp loa thế thì mình thì rất sốt ruột thì muốn có một cái cặp loa ở đây nhưng mà mình muốn là gần này là premium tức là phiên bản đặc biệt màu đen bóng đúng như là hiện tại hiện hữu hiện tại các bạn biết rằng là nếu mà nói ra thì là chỉ khác nhau ở cái bề mặt thôi mà tuy nhiên thì các bạn có thể thấy là một cặp loa nếu mà chúng ta không thể nào nghe trực tiếp được mà nó sẽ còn có tán xạ như tôi đã nói ở những lần nói về acoustic và cũng như chính bản thân cặp loa này thì nó sẽ có những cái giao thoa với cái mề mặt của 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 của, của thùng loa chính thế mà cái finishing mà um, premium này thì đã làm cho chúng ta là có một cái âm thanh mà theo như tôi cảm nhận thì là có tốt hơn một chút so với phiên bản thông thường à, và thật, thật, thật sự đúng thật. là JBL Premium uh, Everest DD 67.000 có mặt hôm nay tại Thanh Tùng Audio với giá là 2,1 tỷ như vậy thì không hề uổng công chờ đợi một tí nào cả nó đúng. đẹp cả về hình thức đẹp lẫn âm thanh ở bên trong đúng và thêm nữa thì với cái phiên bản gloss black như thế này thì nó lại rất là hợp với những cái thiết bị mà gần đây thanh tùng audio cũng đưa về ví dụ như l75ms đen bóng này rồi đúng. chúng ta có l82 classic đen bóng này và l100 phiên bản gloss black và đây thì cũng là một phiên bản nữa premium mang màu đen bóng piano và nó cực kỳ đẹp À, như em cảm nhận ở đây thì nó vẫn được mang lên những cái gì tốt nhất tinh túy nhất đến từ JBL từ cái nước sơn bóng được xử lý ở bên trên này Đúng. rất là mịn và khi soi vào đây thì tất cả các chi tiết được chiếu xuống giống như là tấm gương phản chiếu nó Đúng. không hề có một cái đường bị nhăn hay là một cái đường bị không phải nói là mình cho là cái kết thúc cái cái finishing của JBL nhé là chơi phiên bản với là thật sự đẳng cấp luôn. Dạ, vâng. Thì trong quá trình uh, nhập hàng về thì lần trước mình đã có một cặp JBL 999 Premium. Nhưng mà cái, cái 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 diện tích của nó cái thiết diện nó thì nhỏ. Thì mình thấy là nó cũng không có gì đặc biệt nhưng mà ở đây lớn mà để được cái finishing này và nói JBL đúng là nếu mà premium thì cũng làm được premium. Là Đấy à? kiểu như thế với phiên bản Everest DD 67.000 này khi mà đặt cạnh với Everest DD 66.000 thì uh, nó có những cái thay đổi gì ở mặt kỹ thuật không anh Tùng nhỉ? 67.000 thì thực ra thì nó ra đời cũng tương đối rồi. Thế còn cái 66.000 này thì có lẽ là đây là cái hồi ý ức của mình cách đây 10 năm. Đúng. bọn mình đã nói về cái 66.000 này và phải nói là ngày nay thì chúng ta có quá nhiều loa và quá nhiều cái 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 phân khúc về vấn đề giá thành. Chứ hồi xưa mà cái đây 10 năm nói về cái 66 ngàn này là kinh khủng luôn. Nhưng mà một đặc điểm các bạn có thể thấy là cái biên dạng của cái phần mà kèn này là của 67 nghìn là hoàn hảo hơn, hoàn thiện hơn. Việc thứ hai là cái driver này thì chúng ta thấy là driver này củ này là AL1500 và cái này là 1501. Cho nên là cái này các bạn có thể thấy là cái màng này là màng giấy. Thế còn cái này màng giấy và gân giấy, gân vải. Còn này là màng giấy và gân cao su hiện tại là 999 vẫn dùng cái driver này yeah. thế còn cái sáu bảy đã tiến lên một cái bước khác luôn rồi yeah. thì trong này và nhiều cái 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 cải tiến ở trong phân tầng ấy thì có thể là JBL nó có những cái bí quyết riêng thế nhưng mà mình nghe thấy thì cái JBL sáu bảy thì âm thanh nó nó tốt nhẹ nhõm hơn yeah. và cái độ uyển chuyển tốt hơn yeah, yeah. thế còn ở trong này thì bọn mình vẫn sẽ giữ một cái truyền thống tức là cái JBL sáu sáu này sẽ làm center thì sau đây có thể là 1-2 tháng rồi chúng chúng tôi sẽ hoàn thiện cái phòng này và sẽ update với Audio Lab về cái tình trạng cái phòng này với lại Super High-End Cinema. Vâng, với một phiên bản loa premium rất là đẹp như thế này và cái khả năng trình diễn của nó cũng rất tốt thì anh Tùng có một vài gợi ý setup nào cho audio file không anh nhỉ? Theo anh thì uh, sử dụng với âm đèn hay là am bán dẫn thì nó sẽ tốt hơn. Thực ra cái 6-7 ngàn này mình, chúng ta có thể sử dụng đèn cũng được. Okay, hoặc uh, sử dụng bán dẫn được nhưng mà nó phải có đủ lực. Uh, RMS của cặp loa này là 500W. Đấy. Nhưng ngược lại cái độ nhạy nó rất cao. À. Thế thì uh, um, sử dụng đèn cũng được nhưng mà chúng ta phải sử dụng những cái âm ly đèn công suất tương đối lớn. Ví dụ như là uh, CF của VTL hoặc là S400 của VTL Zero. Thế còn như chúng tôi thông thường đây thì ngay trước mắt chúng ta đây là chúng ta sử dụng cái amply Sơn uh, số 53 thì cái này là truyền thống cho JBL từ xưa đến giờ tức là 500 w danh định 8 ôm thì những phối ghép này là rất là tốt Đấy, tuy nhiên thì audio sử dụng trong trường hợp này là dây xếp chúng tôi sử dụng hai cầu riêng rẽ và đánh đi um, cho trường hợp này thì âm thanh nghe rất là tốt và cái kiểm soát rất là là, là ổn cho dù âm bán dẫn hay điện tử thì các bạn cứ có 500 w rms cung cấp cho jbl everest là chúng ta có thể chơi cặp loa này Đấy. một cách hoàn hảo Vâng vâng và tất cả những thiết bị để phối ghép tốt nhất thì tại Thanh Tùng Audio cũng sẽ có sẵn. Và sẽ có sẵn. Người khi mà muốn uh, nghiên cứu bất kỳ phối ghép nào thì có thể tới đây và thậm chí là tới đây để nghe trực tiếp cái phối ghép đang có tại đúng. phòng nghe này. Đúng đúng, đúng. Dạ vâng. À, và như vậy thì chúng ta đã cùng anh uh, Thanh Tùng là CEO của Thanh Tùng Audio chia sẻ về uh, quá trình của anh ấy đã đặt uh, một cặp loa premium Project uh, Everest DD 67.000 cũng là một khoảng thời gian khá dài và gian nan để có thể đưa nó về phòng và có thể làm ưng ý được bất kỳ ai khi mà tới đây nghe và đặc biệt là anh Tùng cũng đã ưng ý với nó mình rất vui dạ, ừ. vâng. cảm ơn những chia sẻ xin cảm của anh ơn. Tùng ạ xin cảm ơn Ngọc dạ, cảm ơn vâng. quý khán giả và video của chúng tôi thì xin phép dừng lại tại đây các bạn cảm thấy thích đừng quên là một like một subscribe đón chờ những video mới nhất đến từ Audio Lab xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo